Tối ngày 25 tháng 2, trên website của đài truyền hình TYN Hàn Quốc đăng tải bài viết kèm video độc quyền về những người trong nhóm du khách đã cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi về. Được biết, nhóm du khách đã tiếp nhận phỏng vấn của YTN News Hàn Quốc và quay lại video là bằng chứng cho việc mình bị cách ly trong điều kiện tồi tệ cho kênh này để chê bai khâu cách ly của Việt Nam, cũng như kêu gọi sự giải cứu và cho rằng cách ly là bị cưỡng bức. Cụ thể, theo lời kể của nhóm người Hàn Quốc đang đầy căm phẫn này, thì họ đã bị cưỡng bức phải cách ly khi không có dấu hiệu của dịch bệnh SARS-CoV-2 và cảm thấy như bị giam cầm khi cửa ra bên ngoài hoặc qua các phòng khác bị khóa chắc chắn. Trong video, họ có quay lại cơ sở vật chất cũng như những bữa ăn mà bệnh viện đã phục vụ. Tuy nhiên, người xem dễ dàng nhận thấy những lời nói của nhóm người này đã làm quá, mang tính chê bài. Có người đã nói và buổi sáng tôi chỉ được ăn vài lát và mổ bánh mì. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ ra sự vô lý trong lời nói của du khách Hàn Quốc. Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh họ chụp là có thể thấy, bánh mì, món ăn truyền thống của Việt Nam là đã quá nổi tiếng. Đó cũng là những chiếc bánh mì to, đầy đạn, chứ không phải mẩu bánh mì như du khách nói. Thậm chí, những bữa cơm cũng được chính quyền Đà Nẵng đặt tại một cửa hàng đồ Hàn vì sợ các du khách không hợp khẩu vị với đồ Việt Nam. Một số nguồn tin cho biết, một suất cơm trị giá gần 200.000 đồng. Nếu so sánh với bữa ăn của người bị cách ly ở Hàn Quốc thì rõ ràng là đầy đặn và ngon hơn rất nhiều. Trước thái độ thiếu tôn trọng Việt Nam của nhóm khách Hàn Quốc nói trên, dạng sáng 26 tháng 2, cư dân mạng Việt Nam đã đồng lòng trên các hashtag Apologize to Vietnam, 20 Korean stop playing, Vietnam did well trên Twitter với mong muốn mọi người sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về sự việc Trong đêm khuya, hashtag Apologize to Vietnam đã đạt được những thứ hạng rất cao trên bảng xã hội top trending toàn cầu Tính đến 11 giờ ngày 26 tháng 2, trên thế giới có 80.984 ca nhiễm Covid-19 Trong đó đã có 2.765 ca tử vong Tại Hàn Quốc, sáng nay có thêm 169 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.146, trong khi số ca tử vong tăng lên 12. Các bạn có thể đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất về COVID-19 nhé!